Xin chào tất cả các anh cầu thủ đã đến với video cuối tuần của Shop Em nha các anh. Và đây là video 1134 nha. Và hôm nay thì em về được lô cần câu mới gửi đến các anh. Bao gồm đầu tiên thì có 4 cây cán vợt carbon này. 4 cây cán vợt carbon nha các anh. Với lại cần isofin bé để canh câu đơn, câu ghềnh. Hoặc mình có thể hạ làm cần tay, câu đơn đài tùy sở thích của các anh ạ. Và bên này là cần câu tay nha. 2 cây, 3 cây lóng ngắn. 3 cây lóng ngắn dài 3 mét này. Bên này 3m luôn, còn đây là 4m5. Còn đây là hai cây lóng dài ạ. Và cuối video thì em có cần hai khúc ba khúc nha các anh. Hai khúc ba khúc, đặc biệt là một cây siêu phẩm độ cứng 500 nha. Cây này 2m25, độ cứng 500, dòng Dawa. Phô là phô Dawa nha các anh. Dawa Carbon Whisker xoắn X2 da. Cây này cực kỳ chất lượng luôn, em sẽ lên phía cuối video nha. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship ạ. Các nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em có ghi ở bên góc trái màn hình nha các anh. Số điện thoại của em là 0933111365 nha. Và đầu tiên thì em về được một cây cần Shimano dòng Bot One nha các anh, Bot One XT. Và cây này thì nó vẫn còn full hộp. Full hộp này, bên trong có túi đi kèm và giấy tờ đầy đủ luôn. Cây này thì không có khác gì hàng đập hộp cho các anh nha. Cần mới keng. Còn mới keng không khác gì hàng đập hộp luôn, nhưng mà giá thì chỉ bằng một nửa như vậy thôi, giá rất là hời để các anh có thể trải nghiệm được. Còn đẹp này, giá tốt, đẹp keng luôn các anh, không có lấy một vết xước nha. Hàng trên video em quay như nào em gửi các anh như vậy, nhận hàng mình được kiểm tra hàng thoải mái ạ. Kiểm tra hàng thoải mái. Tay cầm thì là cán gỗ bần nha các anh, sử dụng dạng cán gỗ bần, nó rất là nhẹ luôn. Cán gỗ bần, đây là cái bát này, bát gắn máy. Cây này là của hãng Shimano nha các anh, có tem vàng đầy đủ, dòng Shimano Bot One XT ạ. Chiều dài là 1m68, độ cứng L cho đến ML. Tải mồi 2 đến 10g, tải cá từ 4 cho đến 10 lb và cây này là hàng Korea xuất thị trường Nhật nha, có mà có tem vàng. Dạng khoen sử dụng là dạng Fuji loại sứ đen, khoen hai chân ạ. Fuji sứ đen, và đây mời các anh xem chi tiết cái màu sắc nước sơn của cây này nha. Không có lấy một vết xước luôn, không khác gì hàng đập hộp cho mình. Đầy đủ túi này, nắp trường với cả túi kết hợp với lại giấy tờ bên trong nha các anh. Không có khác gì cái hàng đập hộp cho các anh luôn. Giá thì chỉ bằng một nửa thôi. Và thông số ngọn của cần là ngọn 1.6 ly, trọng lượng thì là 65g nha các anh. Ngọn 1.6, trọng lượng 65g. Cái này sẽ có mã số 0 ạ. Cần câu mã số 0 và giá cần là 1.150.000. Còn câu mã số 0 giá 1.150.000 ạ. Cần lưu máy đứng của hãng Shimano nha các anh. Và tiếp theo thì bây giờ sẽ lên cán vợt carbon nha. Cán vợt carbon đầu tiên mình có một cây 4m2. 4m2 phôi carbon xoắn vảy cá hai da đẹp ạ. Chiều dài của cần là 4m2 nha các anh. Và cây này là của hãng Silstar ạ. Silstar Hàn Quốc xuất thị trường Nhật nha. Và đây mời các xem này, nó xoắn vẫy cá tất cả các lóng luôn. Cây này như là 5-6 lóng gì đây, 6 lóng nha các, 6 lóng, nhờ lóng nào cũng xoắn vẫy cá hai da hết, rất là đẹp luôn ạ. Đây mời các xem, xoắn vẫy cá hai da toàn thân này, từ gốc cho đến ngọn luôn nha, gốc cho đến ngọn. Cái này thì sử dụng đầu ren là ren 10 nha các, sử dụng đầu ren 10, không lỗi lầm nha, không có dập gãy gì hết, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái, không dập không gãy. Đầu trên 10 ạ. Một cái vân xoắn vảy cá rất là đẹp luôn nha các anh. Và cây này thì có trọng lượng là 540g ạ. 540g. Cây cán vợt này có mã số 1. Mã số 1 giá là 600.000. Mã số 1 nha các anh. Cán vợt carbon có giá là 600.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 thì có một cây 5m4 nha các anh. Cũng là cán vợt carbon luôn. Dòng SEA Games là SEA Games carbon 5m4. Giờ 5m4 này là họ tính đã bao gồm cả cái chiều dài của mặt vợt nha các anh. Nên là nếu mà mình muốn đo cái chiều dài thực của cán á, thì các anh cứ trừ đi 40-50cm tùy cây là được ạ. Vì bình thường cái mặt vợt của mình nó cũng dao động từ 40-50cm á. Họ sẽ ghi cái chiều dài này là đã bao gồm cả cái chiều dài của mặt vợt nha các anh. Cán đẹp nè, ít xước. Những cây cán vợt hôm nay về rất là đẹp luôn các anh. Sử dụng giữ gìn rất là tốt cho nên là nó ít xước nha. Cây này thì đầu ren cũng sử dụng là ren 10 luôn. Ren 10 với 11 nó khá là phổ thông. Trọng lượng thì là 537g. Và mã số 2 ạ. Mã số 2 giá cây này 500.000. Cán vợt carbon mã số 2 có giá là 500.000.
Tiếp theo là mã số 3. Số 3 thì mình có một cây Suyumi nha các. Suyumi dòng Power Fox và cây này có chiều dài là 5m4 nha. 5m4 sử dụng đầu ren 10 luôn ạ. 5m4 và trọng lượng của cái này nó là 730 g ạ. 730 g, cực kỳ chắc chắn nha các. Phôi rất là dài luôn. Cầm vào là đã cảm nhận được cái phôi của cái này nó rất là dài. Và ít xước này, ngoại hình 85%. Ngoại hình tương đối đẹp, ít xước 85% nha. Suyumi Power Force chiều dài 5m4 ạ. Và trọng lượng là 730 g. Cán vợt mã số 3 có giá là 700.000. Cán vợt mã số 3 nha các, có giá 700.000. Những cây này ra thẳng tương luôn nha. Thẳng tương cực kỳ cứng cáp chắc chắn, căn cứ yên tâm ạ. Nhận hàng mình được kiểm tra mà. Thì bên em cũng khuyến khích căn đối với những đơn ship code hoặc là đã thanh toán chuyển khoản thì mình cũng vui lòng kiểm tra hàng với bưu tá giúp em nha. Và tiếp theo số 4, số 4 là cây 5m4 canh, một cây cán bò carbon dài 5m4. Cây này đầu ren sử dụng là ren 10 nha, đầu ren 10. Carbon xoắn tất cả các lóng, ngoại hình 85% ạ. Ngoại hình 85%. Carbon xoắn tất cả các lóng luôn nha. Và cái phần tay cầm của nó thì sẽ là dạng hả? Quấn chỉ nha các, quấn chỉ dài luôn, cầm rất là chắc tay. Cây này to nè các, to, phôi dày khỏe, ra thẳng tưng. Đấy, cái này các có thể mình sử dụng khi ở mấy cái ghềnh, cái bãi đá này hoặc đứng trên ghềnh cao các thì phôi nó dày, rất là cứng cáp chắc chắn luôn. Và trọng lượng là 750 g, mã số 4 ạ. Mã số 4 giá cái này là 560.000. 560.000 mã số 4 nha các, cán vợt carbon 5m4. Và kèm theo đó thì cũng có một cái mặt vợt bán lẻ nha. Anh nào mà mình muốn mua cả vợt với cả mặt vợt luôn á thì nguyên một bộ em sẽ miễn phí ship cho các anh ạ. Thì cái mặt vợt này á, cái đường kính của nó là 50 nha các, đường kính là 50 cm. Và lưới thì vẫn còn đẹp, nó không có bị rách đâu nha. Lưới vẫn còn rất là đẹp luôn á các anh. Cái này thì giảm gấp gọn lại cho mình, gấp gọn gấp thành 4 như này nè, nó cực kỳ nhỏ gọn luôn các. Gấp gọn như này thì nó chỉ còn khoảng tầm 40 cm thôi, gọn nhẹ như này này. Khi nào các anh dùng á thì mình mở ra thôi, rất là tiện lợi. Và cái này thì bán lẻ là 250.000 nha. Anh nào mua lẻ cái mặt vợt này là 250.000 cộng phí ship, còn mua với cán á thì miễn phí ship cho các anh ạ. Mặt vợt này là 250.000. Và tiếp theo là mã số 5 ạ. Số 5 thì có một cây cần ISO chiều dài là 5m4, độ cứng 1, cần Hàn Quốc xuất thị trường Nhật ạ. Bát sử dụng là dạng bát Fuji FS6 bát gọc, vô carbon xoắn toàn thân. Con đi kèm tổng cộng là 6 lóng nha các. 6 lóng và 4 cái khuyên chạy carbon xoắn từ ngọn. 6 lóng, 4 khuyên chạy carbon xoắn từ lóng thứ hai luôn, từ lóng ngọn. Từ lóng ngọn nha các. Và cái này em thấy nước sơn cũng rất là ok nè. Ít xước 85% cái này ạ. 85% cái này nha các. Dài 5m4, độ cứng 1. Chiều dài 5m4 cứng 1 và đọt cần là 0.7 ly, trọng lượng 215 g. Cần câu mã số 5 nha các. Cần câu mã số 5 và cây này sẽ có giá là 480.000. Cần câu mã số 5 có giá là 480.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 6 nha các. Số 6 thì có một cây cần ISO của hãng Shimano ạ. Cần ISO Shimano Foil Carbon Holiday ISO HG chiều dài là 4m5 và độ cứng sẽ là 1.5 nha các. 4m5 cứng 1.5, cây này là hàng Singapore xuất thị trường Nhật ạ. Bát thì sử dụng là dạng bát Fuji FS6 bát gập cho các anh. Và đọt cần thêm đo được là 1.2 ly nha, 1.2 ly. Này, tổng cộng là 5 lóng nha các anh, 5 lóng và có 4 cái khoen chạy ạ. Dàn khoen thì sử dụng là khoen Fuji loại xứ xám nha. Dàn khoen Fuji xứ xám, carbon xoắn từ ngọn luôn. Tất cả các lóng này đều là lóng nguyên zin theo cần hết ạ. Đều là lóng nguyên zin theo cần. Chiều dài là 4m5, độ cứng 1.5, đầu 1.2 ly, còn trọng lượng là 152 g. Cần câu mã số 6 nha các. Cái này có mã số 6 và giá cần là 650.000. Cần câu mã số 6, cần ISO hãng Shimano, có giá là 650.000 cái này ạ. Và tiếp theo mã số 7. Số 7 thì có một cây ISO của Daiwa nha các.
Cần Isodawa dòng Dynamic chiều dài 5m3 độ cứng 0.6 ạ. 5m3 cứng 0.6. Người ta xem nha, cái phôi của cái này nó quá chất lượng luôn. Phôi xoắn ít 2 da nè. Xoắn ít 2 da. Có tem vàng và cây này là hàng Korea xuất thị trường Nhật ạ. Khuyên bác sĩ toàn bộ là Fuji hết. Khuyên bác Fuji cho mình nha. Và cây này thì nó sẽ có 6 lóng. 6 lóng với lại 4 cái khuyên chạy nha các. 6 lóng và 4 cái khuyên chạy. Carbon xoắn từ lóng thứ 2 ạ. Và bắt đầu tới lóng thứ 3 là nó đã xoắn xoắn ít 2 da rồi nè các. Cây này rất là chất lượng luôn. Độ mới cao nha, cái này phải 90% và độ cứng 0.6 dành cho các anh có kỹ thuật cao. Kỹ thuật cao để mà mình ra mồi, mình dòng cá, chinh phục con cá lấy cảm giác nha các anh. Cái này nếu mà các anh hạ tay đó sẽ rơi vào khoảng tầm là 3H ạ. 3H, ta lưu ý giúp em nha, cái này cứng 0.6, câu cảm giác nha, câu cảm giác. Và đọt cần 0.6, trọng lượng là 175g, cần câu mã số 7 ạ. Mã số 7 và giá cần là 790.000, cần câu mã số 7 giá cần 790.000 ạ. Và tiếp theo mã số 8. Số 8 là một cây ISO của Nissin nha các anh, dòng Trendy chiều dài 6m3 ạ. ISO Nissin Trendy 6m3. Và phôi của Nissin thì nó có tiếng là về cái dòng mà phôi rất là nhẹ nha các anh. Dòng phôi cực kỳ nhẹ luôn, từ cần tay cho đến ISO ngoài qua cần lục đều rất là nhẹ. Bát thì sử dụng là bát Fuji Stainless cho mình ạ. Bát gập phôi các bao xoắn này 6m3 còn có 7 lóng nha các. 6m3 có 7 lóng tất cả và có xuất sắc nhiều. Ngày 99 chắc cũng khá là nhiều nha các, lên không ít cá đâu. 99 rất là nhiều luôn. Xuất sắc theo năm tháng nhưng mà chưa có hề dập gãy gì hết ạ. Chưa hề dập gãy. Còn phôi lóng còn đẹp còn tốt nha các, không lỗi lầm. Nhận hàng bao canh kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Và đọt là 0.8 ly, trọng lượng 194g. Đọt 0.8, trọng lượng 194g. 6-7 lóng, 4 khuyên chạy. Và mã cần câu số 8 nha. Mã số 8 cây này có giá là 630.000, giá theo tình trạng cần nha các. Chi Sonicin chưa bao giờ mà có giá này luôn nha. Xuất sắc thì để giá xuất sắc để canh trải nghiệm. 630.000 ạ, mã cần câu số 8. Và tiếp theo mã số 9, một cây cần câu tay chiều dài là 2m4 nha các. 2m4 chuyên mương suối, cá rô phi, cá giết này, hoặc là canh đánh chép nhỏ, câu cảnh giác nha. 2m4 và cần sẽ có tổng cộng là 3 lóng ạ. 3 lóng. Mời các xem này, phôi là carbon nha, carbon xoắn. Phôi carbon xoắn như này, cần rất đẹp luôn canh, ra thì thẳng tưng. Cái này 3.5 đến 4H, với lại nó nhẹ lắm, nhẹ tê luôn, nè các mình câu cả ngày cũng không sợ mỏi tay nha. Câu cả ngày không sợ mỏi tay với cái này luôn, 2m4, cũng 3.5 đến 4H ạ. Và đọt cần là 0.7 ly, trọng lượng là 70g nha các, và cần câu mã số 9. Mã số 9 giá cần 590.000, cần câu có mã số 9 giá là 590.000 ạ. Tiếp theo mã số 10, em có cây 2m7 này cũng đẹp nha các. 2m7 này cũng đẹp lắm. Cây này cũng mới kem 99.5% này, 3 lóng. 3 lóng cứng 4H. Và đặc biệt cây này nha các. Cây này á nó xoắn dạng xoắn gân luôn các. Sờ vào có thể cảm nhận được luôn, có thể cảm nhận được cái phôi các bao xoắn của cần luôn. Xoắn cực kỳ chất lượng. Đọt thì là đọt long phụng nha, đọt đặc tháp. Dài 2m7 cũng 4H, đọt là 0.8 ly, trọng lượng 68g. Và cần câu mã số 10 nha các, mã số 10. Giá của cây này là 590.000, cần câu mã số 10 nha, có giá là 590.000. Rofi chép giết đều ok hết ạ. Tiếp theo mã số 11, em giới thiệu đến các một mẫu cần câu tay của hãng Shimano Rapcook nha. Shimano Rapcook dạng cần si vàng nè, cây này thì 4 lóng. 4 lóng thì hai cái lóng gốc bên ngoài á nó sẽ là carbon giả trúc nha các. Carbon giả trúc, còn hai lóng bên trong đây mà các anh xem. Cái đọt này á thì vẫn là đọt nguyên zin của cần này. Các anh xem này. Bên dưới nó không quấn chỉ á, mình nhìn nó sẽ dễ hơn. Đọt zin của cần nha. Còn ở trên này á họ có quấn chỉ thêm một đoạn để tăng cái độ chịu lực khi mà mình đóng cá hoặc mình dòng cá nha các, tăng độ chịu lực của ngọn cần. Nó dạng như quấn chống nổ các. Dạng như quấn chống nổ.
Và đọt là 1.8 ly, trọng lượng 58 gram ạ. Trọng lượng 58 gram, chiều dài là 3 mét nha các. Chiều dài cái này 3 mét, độ cứng 4H ạ. Và cần câu mã số 11. Mã số 11 giá của cây này là 730.000 nha các. 730.000, mã cần câu số 11 ạ. Và tiếp theo là mã số 12 nha các. 12 thì có một cây Olympic chiều dài 4m2 nha. Cần Olympic ráp khúc chiều dài 4m2, có túi và có nắp chụp đi kèm đầy đủ nè các. Nắp này là nắp nguyên zin của cần luôn. Olympic 4m2. Và cần thì sẽ có tổng cộng là 5 lóng nha các. 5 lóng. Thì hết 3 lóng là sẽ là giả trúc rồi. 3 lóng giả trúc, còn 2 lóng kia thì màu đen trơn nha các. Full carbon ạ. Carbon Olympic 4m2 ra cần thẳng nha, cây này ráp vào cũng được 3.5H, ra thẳng không có vỏ mọt. Cán tay cầm thì được quấn chỉ cho các, cán tay cầm quấn chỉ Olympic 4m2 này. Và ngọn của cần này á, thì nó là 0.8 ly nha, ngọn cần 0.8, trọng lượng là 185 gram ạ. Và cần câu mã số 12, mã cần số 12 giá cần này là 390.000 nha các. Cần ráp khúc có túi và có nắp chụp đi kèm luôn. 4m2 giá chỉ 390.000 thôi. Giá cực kỳ mềm nha các, 390.000. Và tiếp theo mã số 13, 13 thì có một cây 3m ạ. 3m của hãng là Hút nha các. Chiều dài là 3m. Nó có túi à không, nó có nắp chụp, với lại một cái túi dạng túi bóng nha các. Túi này cũng là túi zin của cần luôn này, chứ không có túi vải nha. Cái này có túi bóng đi kèm bên ngoài thôi. Nước sơn màu xanh đậm ạ. Màu xanh đậm. Và cây 3m này có độ cứng là 3.5H nha các. Ngọn của nó ra cực kỳ thẳng nha, không bỏng tí nào hết. Độ cứng là 3.5H ạ. Chiều dài 3m, cứng 3.5, đọt 0.8 ly. Trọng lượng của cần thì là 126 gram. 126 gram và thu gọn cây này chỉ 41 cm thôi các, cực kỳ nhỏ gọn. Gốc thì là 22 ly. Và mã cần câu số 13. Mã số 13 giá cần là 390.000, mã cần câu số 13 có giá là 390.000 ạ. Tiếp theo mã 14 thì xin phép giới thiệu đến các một cây cần cần câu tay của dòng Marine nha, Marine Carbon Rod. Cây này thì hàng xách tay về và nó chưa có qua sử dụng các, còn rất là mới, mới keng ạ, mới keng 97-98% luôn ấy, chưa qua sử dụng. Chiều dài là 4m5, chiều dài 4m5. Thu gọn là 58 cm, đọt 0.8, trọng lượng 146 g, cũng tương đối nha các. 4m5, cứng 4H. Ra cần thẳng tưng, không vọng tí nào hết. Phần cán tay cầm thì được làm nhám nên là cầm nó rất là chắc tay luôn nha các. Cầm cực kỳ chắc tay. Có nắp chụp nè, vẫn còn nắp chụp. Và một cái túi vải nguyên zin của cần để cân lượng nha. 4m5, mình xem cái màu nước sơn này. Cây này thì quá xuất sắc rồi, không có gì để chê luôn các. 4m5. Và bẫy này thì các có thể câu trôi chết này, câu tự nhiên, câu dịch vụ đều hiệu quả hết. Phôi dày nha. Phôi dày trôi chép thoải mái vô tư luôn ạ. Phôi dày cho mình. Carbon xoắn này. Mình cân xem. Ngoại hình rất là đẹp luôn, cây này rất đẹp. Rất đẹp nha các. Đây là cây cần rút nha, nhưng mà em tháo hết các lóng ra để các anh xem chi tiết những cái lóng bên trong luôn. Và tất cả những cái lóng ở đây đều là lóng nguyên zin theo cần hết. Nên mời các xem nha. Tất cả các lóng đều là lóng zin theo cần. Carbon xoắn này, carbon xoắn vàng thân, lóng nguyên zin của cần. Này, lóng nào cũng rất là đẹp luôn nha các. Đọt thì là đọt nguyên zin 0.8 ly, trọng lượng 146 g. Và cây này có mã số là 14 nha các. Mã số 14 giá 1.050.000. Mã số 14 và giá còn là 1.050.000 ạ. Và tiếp theo mã số 15. 15 thì có một cây cần câu tay của Daiwa. Bản này quá gọn nhẹ luôn các. Daiwa 3m và thu gọn nó chỉ có 39 cm thôi. Các anh bỏ cốp xe nè, ba lô mình đi du lịch dã ngoại đem theo rất là tiện nha. Hoặc là mình đút túi mình đem theo cũng được luôn các anh, chỉ có 39 cm thôi, nhỏ gọn cực kỳ. Daiwa 3m bản Hàn Quốc xuất thị trường Nhật, có tem vàng đi kèm. Và nó có một cái nắp chụp nha, một cái nắp chụp với lại một cái túi zin của Daiwa ạ. Cái này là số 15 nè các anh. Số 15. Tất cả các lóng đều là lóng zin hết, không lóng nào lỗi lầm.
Đợi lại lắm xin cho mình nhé. Các bạn sẵn toàn thân. Và cây đa hoa 3 mét này thì nó cứng 3.5 cho đến là 4H nha các. 3.5 đến 4H. Chuyên mương suối hoặc ăn câu rô phi, cá giết, cá chép nhỏ. Quan trọng là cầm theo rất là tiện nha các. Nhẹ tên 59g và thu gọn thì chỉ có 39 cm thôi. Túi nút nguyên zin đi kèm đầy đủ hết và mã số 15, giá cần 1.050.000. 1.050.000 mã cần câu số 15, cần của đa hoa ạ. Tiếp theo 16 thì cũng có một cây cần Ikada nha các. Đây là một cây cần Ikada, ngọn giấu trong thân cần và là dạng cần ráp vào nhé. Cần ráp ngọn vào này. Chiều dài là 1m5. 1m5 Ikada đa hoa. Bát thì sử dụng là dạng bát stainless nha các. Bát gập full carbon rigger hàng Đài Loan xuất Nhật, có tem vàng, có mã code. Chiều dài 1m5 và cái phần đọt này của nó là đọt đặc nha các. Đọt là đọt đặc này, để các anh xem. Cái ngọn này dẻo dai cực kỳ luôn, cong vuốt nha. Uống cong cái ngọn cho các anh xem. Dẻo dai cực kỳ. Con khoen thì sử dụng là dạng khoen kim loại. Đây là nguyên zin của cần Ikada nha các. Chứ không có phải là lỗi lầm gì đâu. Nguyên zin của cần nó là như vậy. Chuyên cái giò, cái gì này, các anh câu cháp han, câu cá nâu. Ngồi bè, ngồi thì mình câu rất là chuộng dòng Ikada này luôn. Em bán cho các anh Hạ Long Quảng Ninh đó. Rất là chạy. Các anh rất là chuộng dòng Ikada này. Hạ Long Quảng Ninh em thấy mình câu bè nhiều. Đa hoa chiều dài 1m5 và cần câu mã số 16. Giá của cây này là 1.050.000. 1.050.000 mã cần câu 16 ạ. Và tiếp theo 17 thì có một cây cần tay trợ máy của Nissin nha các. Nissin dòng Pro Sway, chiều dài cần là 3m9 ạ. Cây Nissin này còn 85%, có nắp chụp đi kèm. Có nắp chụp đi kèm nha các, và cần 3m9 đó thì nó sẽ có 4 lóng tất cả. Có 4 lóng tất cả nè. Mình cách xem. Có lóng thì cũng được 90% luôn nha các. Có lóng còn rất là đẹp. Và độ cứng nếu mà tính theo cần tay để các anh dễ hình dung nha, sẽ là 3.5 cho đến 4H ạ. Tính theo cần tay 3.5 đến 4H. Và ngọn cần ngọn 0.8 ly, cây này thì có trọng lượng là 126g. Cần câu mã số 17. Mã 17 và Nissin này giá là 790.000. Mã cần số 17 Nissin giá 790.000. Tiếp theo số 18 là một cây NT Full Power Lock nha các. Full sóng vân, cả gốc cả ngọn luôn. NT Power Lock chiều dài là 3m9, cần có 5 lóng ạ. Sóng vân tất cả các lóng nha các. Sóng vân tất cả các lóng thế này. NT Power Lock cho mình. Ngọn này là ngọn nguyên zin theo cần luôn nha các. Ngọn nguyên zin của cần luôn. Ngọn 0.7 ly. Và 3m9 nhưng mà nhẹ tên 81g nha các. 81g và nó có tổng cộng là 4 lóng sóng vân nha. 4 lóng sóng vân. Còn có 5 lóng thì chỉ trừ lóng ngọn ra thôi, còn lại sóng vân hết. Và độ cứng là 3.5 cho đến 4H. Ra thẳng tương là cái này con phi chép giết canh đánh thoải mái. Và còn câu mã số 18. Đọt 0.7 ly. Đọt 0.7 trọng lượng 81g. Mã cần câu 18 và giá còn này là 1.650.000. Nở T39 1.650.000 ạ. Tiếp theo là mã số 19 nha canh. 19 thì có một cây cần dạng hi chi, canh câu bè hoặc mình câu mực nha. Câu mực xong bạch tuộc đều ok này. Cần đọt dẻo dai vô cùng luôn canh. Chiều dài là 24 độ cứng 30 ạ. 24 cứng 30 của hãng Promarine. Và dạng khoen thì cây này nó sử dụng là dạng khoen hãng nha các. Dạng khoen hãng cứng 30, đọt siêu dẻo dai luôn. Đọt đặc thép chịu lực tốt ạ. Bát thì sử dụng cũng là dạng bát hãng nha các. Bát hãng bát vặn, tay cầm cái mút này. Và cây 24 cứng 30 này thông số ngọn là 1.7 ly, trọng lượng 220g. Cần câu mà số 19. Mã 19 giá cần là 690.000. Mã cần câu số 19 giá là 690.000 ạ. Tiếp theo 20 nha các. 20 thì có một cây gamma. Gamma cao su chiều dài 3m, độ cứng 30 ạ.
Cái này cũng 30 nhờ ráp cần vào nó rất là thẳng nha các, nó thẳng tương như 50 luôn á. Ráp cần vào cực kỳ thẳng. Khuyên thì sự là Fuji loại xứ xích này. Có cái chân khuyên cái là dạng dạng chân khuyên câu biển nha các. Chân khuyên dài dạng câu biển. Khuyên Fuji loại xứ xích toàn thân. Yamakasu 3 mét cũng 30 ạ. Có tem vàng này. Có mà có tem vàng, bác sử dụng Fuji Gold bắp vàng. Đừng bị lắm đây các. Và đo cân, đo cái này là 1.6 ly nha, trọng lượng 285 g. Cân mã số 20 ạ. Mã 20 và giá của cây Gamma này là 1.650.000, 1.650.000 mã cân con số 20. Và tiếp theo số 21. 21 một cây siêu phẩm luôn nha các, siêu phẩm 2m25, độ cứng 500 nha. Độ cứng cực kỳ hiếm cho các, độ cứng 500. Đo to 4.8 ly ạ. Và cây này có trọng lượng là 762 g, phôi rất là dài. Phôi dài cu một đoạn như này luôn. Cái này thì cái phần bát sử dụng của nó cũng là dạng bát hạng nha các, bát chính hạng đa qua bát phạt. Còn dàn khoen là Fuji loại chân quỳ hết ạ. Fuji chân quỳ, cái khoen này á nó tải rất là khỏe nha các, chịu tải dây cực kỳ khỏe luôn. Với lại cái loại sứ bên trong là sứ xích này, nó ra dây nhanh, hạn chế mài mòn dây và nó không có bị rối dây cho mình nha. Đo 4.8, trọng lượng 762 g và mã cần câu số 21. Mã 21 đa qua này có giá là 2.550.000, hàng hiếm nha các, vừa câu vừa sưu tập, 2m25 cứng 500 ạ. Và tiếp theo là mã số 22. 22 thì có một cây Hibiki nha các, 4m2 và đây là một cây cần câu lục. Chuyên lục bạc vải và canh đánh lục bền, lục đầu cần này. Lục bền, lục đầu cần đều ok hết, dàn khoen Fuji xứ xám nha. Có hai khoen chạy và một cái khoen cái là khoen gập ạ. Cái này thì ngoại hình còn được tầm 80-85% có xước. Hibiki 4m2. Bát Fuji FS7, bát Fuji Gold bát gập nha các. Và đọt là 2 ly 2, trọng lượng 398 g. Mã số 22, cây này có giá là 690.000, 690.000 mã 22 nha các. Tiếp theo là mã 23. 23 cuối cùng thì có một cây lục của Nissin nè các. Phô cây này thì quá là nhẹ luôn, 4m05, độ cứng 27 nha. Nissin thì các anh cứ yên tâm về cái độ nhẹ của phôi. Cần lục này, lục 4m05 mà nó chỉ vỏn vẹn 335 g thôi các anh, quá nhẹ luôn nha. Bát thì là bát stainless, dạng bát LS7 bát gập. Dàn khoen Fuji nòng súng nha các. Khoen Fuji nòng súng, còn cái sứ bên trong á thì sử dụng là sứ xích, nó ra dây cực nhanh luôn. Hạn chế mài mòn dây, không có rối dây khi các anh ra dây này hoặc mình thu dây vào, dòng cá nó cũng không bị rối nha. Khoen nòng súng, khoen đời 3 là khoen 20. Khoen nòng súng toàn bộ luôn, khoen bát nguyên zin nguyên bản, không có lỗi lầm gì hết. Này, keo chỉ này nguyên zin hết các, nguyên zin của cây cần. Super Sway Nissin nha. Cứng DX, độ cứng 27. Và đọt cần là 2.8 ly nha các, đọt cũng tương đối to, 2.8 ly. Trọng lượng là 335 g, quá nhẹ. Và mã số 23, mã cuối cùng. Giá của cái này là 2.500.000, mã 23. 2.500.000 nha các. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của kênh em ạ. Ủng hộ em một lượt like, một lượt đăng ký kênh nhé. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em ạ. Chào tạm biệt các bạn.